được nghe tổ tiên nói cho mình, thuật lại công minh con cháu mình ngày sau. Chúa rất sáng giàu oai phong, Chúa muôn màu, kỳ công của người đầy với khắp mọi nơi. Chính Chúa từ tầng trời cao ban cho bánh dư trào. Chính Chúa dâng nuôi dân người, ôi hạnh phúc dương bao. Người truyền lệnh cho tầng mây hãy bay dồn, hạ lệnh thiên môn nâng cánh rộng và Chúa khiến tuôn trào mana giống mưa rào, nuôi dưỡng vô vàn bằng riêng bánh trời ban. Chính Chúa từ tầng trời cao ban cho bánh dư trào. Chính Chúa dưỡng nuôi dân người, ôi hạnh phúc dương bao. Kìa loài phàm nhân được ăn bánh thiên thần, người gửi cho dân cơm bánh đầy chẳng vơi. Chúa dân đưa họ lên nơi thánh địa người, vùng núi nương gò bàn tay Chúa tậu cho. Chính Chúa từ tầng trời cao ban cho bánh dư trào. Chính Chúa dâng nuôi dân người, ôi hạnh phúc dương bao. Trên dặm đường xa, trên dặm đường xa, hãy đến bên ta là bánh trường sinh. Ai đến với ta không bao giờ phải đói, không đói bao giờ. Trên hành trình xa, trên hành trình xa, hãy đến bên ta là nước trường sinh. Ai tin vào ta không hề khát bao giờ, không khát bao giờ. Nơi hoang địa kia khi chiều đang buông xuống dần, Chúa chạnh lòng thương dân từ muôn phương đói ăn. Chúa ban ơn lạ nuôi đoàn dân no bánh cá, khiến dân kinh ngạc xưa rầy chưa ai từng thấy. Trên dặm đường xa, trên dặm đường xa, hãy đến bên ta là bánh trường sinh. Ai đến với ta không bao giờ phải đói, không đói bao giờ. Trên hành trình xa, trên hành trình xa, hãy đến bên ta là nước trường sinh. Ai tin vào ta không hề khát bao giờ, không khát bao giờ.
dư đầy của nuôi xác thân, gắng công lao động không vì của ăn hư nát, hay lo làm việc nhưng vì thần lương trường sinh. Trên dặm đường xa, trên dặm đường xa, hãy đến bên ta là bánh trường sinh. Ai đến với ta không bao giờ phải đói, không đói bao giờ. Trên hành trình xa, trên hành trình xa, hãy đến bên ta là nước trường sinh. Ai tin vào ta không hề khát bao giờ, không khát bao giờ. Trong sa mạc xưa muốn người ăn bánh bởi trời, không phải Mô-xê ban mời dân ăn bánh no, chính cha cho họ mưa bột màn na xưa đó. Bánh cha an bài đem lại cho dân sự sống, không ai gặp ta hay là đi theo bước đường không nhờ lòng thương ân tình cha ta kéo lôi. Chính cha nguồn cội sai truyền cho ta cứu rỗi, những ai nghe lời sống lại khi quang lâm tới. Trên dặm đường xa, trên dặm đường xa, hãy đến bên ta là bánh trường sinh. Ai đến với ta không bao giờ phải đói, không đói bao giờ. Trên hành trình xa, trên hành trình xa,